sở hữu đôi mắt to tròn đẹp long lanh tự nhiên nhờ dịch vụ tạo hình mắt hai mí perfect eye tại nhà Malisa đó. Cả nhà ơi, hiện tại Malisa đang quay cận cảnh hiện trạng của một chị khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ tạo hình mắt hai mí perfect eye tại nhà Malisa nha. Cả nhà cùng xem nha, mắt của chị này một bên thì là giờ mắt một mí nha, còn một bên này cũng mắt một mí nhưng xuất hiện rất là nhiều lượng da dư, nếp gấp cực kỳ nhiều luôn nha, làm cho đôi mắt của mình nó không có điểm nhấn, đôi mắt cực kỳ là buồn và cực kỳ là nhạt nhòa luôn. Nhưng sau khi mà sử dụng dịch vụ tạo hình mắt hai mí perfect eye tại nhà Malisa xong, cả nhà có tò mò là đôi mắt của chị khách hàng này thay đổi như thế nào không, có khác biệt như thế nào không ạ? Bây giờ nhà Malisa sẽ quay trực tiếp cho tất cả khách hàng xem sự thay đổi của chị khách hàng này sau khi sử dụng dịch vụ tạo hình mắt hai mí perfect eye tại nhà Malisa nha. Đây, cả nhà hãy cùng xem nha. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Các chị ơi, hiện tại thì Malisa đang live stream trực tiếp hiện trạng của chị khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ cắt mắt tạo hình mắt hai mí perfect eye tại nhà Malisa nha. Các chị có thể cùng quan sát nha. Malisa tạo cho chị khách hàng này một cặp mắt với đôi mí to hơn nè, tròn hơn nè, loại bỏ đi cái phần da dư, da trùng ngay cái tại nếp mí của mình. Và hiện tại thì dịch vụ này Malisa đang có chương trình ưu đãi nha các chị nha. Từ 12 triệu đồng Malisa đang ưu đãi giảm cho tất cả các quý khách hàng trong phiên livestream này với giá là 6 triệu đồng thôi nha các chị nha. Malisa thì đang livestream trực tiếp không qua một cái app chỉnh sửa nào quả. Đây chính là livestream chân thật nha các chị nha. Để cho tất cả các quý khách hàng, những chị em nào mình đang có vấn đề về mắt một mí nè, mắt của mình chưa có một cái cặp mắt hai mí to tròn rõ ràng, mình đang có khuyết điểm về cặp mắt của mình nè các chị, cùng có thể quan sát luôn nha. Tại vì sau khoảng tầm 30 phút thôi, và ngày hôm nay là 6 ngày sau, chị khách hàng này quay lại cắt chỉ, cho nên là em bắt cóc chị khách hàng này một chút xíu để lên đây livestream trực tiếp cho tất cả các quý khách hàng mình cùng theo dõi luôn nha. Và để tăng thêm phần chân thật, em xin phép em phỏng vấn chị khách hàng này một vài câu để tất cả các chị có thể hiểu sâu, hiểu rõ hơn về dịch vụ của nhà Malisa luôn nha. Dạ rồi, em chào chị ạ. Chị ơi, ngày hôm nay tới mình làm dịch vụ gì tại nhà Malisa đây ạ? Dạ, làm mũi ạ. Dạ, có nghĩa là hôm nay chị lên, chị đăng ký dịch vụ làm mũi. Nhưng mà mình chưa có làm mũi, mà là do là đã từng thực hiện dịch vụ cắt tạo hình mắt hai mí tại nhà Malisa đẹp rồi, nên là tụi em mới xin bắt cóc để quay livestream một chút xíu đúng không ạ chị? Đúng ạ. Và sau khi mà sử dụng dịch vụ cắt tạo hình mắt hai mí tại nhà Malisa xong thì chị cảm thấy là ra sao chị ha? Dạ, rất hài lòng và ok ạ. Đó, và chị thấy cái chi phí giá cả thì ra sao hả chị? Hợp lý ạ. Dạ chị ơi, cho em hỏi là hôm bữa là mình làm xong về thì người nhà của mình có ai khen không? Dạ nhiều người khen lắm. Dạ nhiều người khen, mình có ưng ý hài lòng không chị? Dạ rất ưng ý và hài lòng. Dạ, thì lúc trước là mắt của mình này ha, một bên đó thì nó là mí lót, còn một bên đó thì nó xuất hiện rất là nhiều cái nếp mí ở trên đôi mắt của mình. Thì sau khi đến với nhà Malisa sử dụng dịch vụ là tạo hình mắt hai mí perfect line, chi phí hôm bữa mình làm á thì chị thấy là có là ưu đãi, có gọi là hợp lý với mình không? Dạ rất hợp lý. Dạ, thì sau hôm nay mình đến nhà Malisa thì rất là đẹp. Mình sau khi mình đã sử dụng cái dịch vụ là tạo hình mắt hai mí rồi thì mình bữa nay là mình tin tưởng Malisa, mình đến Malisa để mình nâng mũi với lại là mình thu gọn cánh mũi lại đúng không chị? Dạ đúng. Dạ rồi, quý khách hàng ơi, đây là chị khách hàng người thật việc thật của nhà Malisa nha. Sau khi sử dụng dịch vụ là tạo hình mắt hai mí tại nhà Malisa đã ưng ý hài lòng và trao cho Malisa thêm cái niềm tin để cho mình có thể đến với nhà Malisa sửa làm thêm dịch vụ khác. Và hiện tại em xin phép là em quay lại cái cận cảnh, là cái hiện trạng của chị khách hàng này trước khi đến với nhà Malisa nha. Quý khách hàng có thể thấy không ạ? À? Lúc trước khi đến với nhà Malisa thì cái hiện trạng mắt của chị thì một bên nè, con mắt này của chị thì xuất hiện là gì ạ? À? Đa nếp mí nè, nhiều nếp mí nè. Hai nếp mí của chị á thì là không đều nhau. Đó, một bên thì là mí lót, còn một bên thì xuất hiện nhiều nếp mí. Và sau khi đến với nhà Malisa sử dụng dịch vụ là tạo hình mắt hai mí perfect line, chi phí là 12 triệu, đang được ưu đãi chỉ còn là 6 triệu đồng thôi, thì đã trả lại cho chị là cặp mắt là to, tròn, đẹp tự nhiên, căn chỉnh là hai nếp mí nè, đồng thời giải quyết được cái lượng da dư ở trên cặp mắt của mình, trả lại cho chị cái vẻ đẹp tự nhiên ha. Và đặc biệt là chi dịch vụ là cắt mắt hai mí tại nhà Malisa đang được ưu đãi chi phí với là 12 triệu chỉ còn là 6 triệu đồng thôi nha. Và đây em xin phép em trực tiếp em so sánh cho tất cả các quý là mình cùng theo dõi nha. Một bên trên đó là cái lượng da dư, da trùng trên mắt vẫn còn, mắt của mình bị nếp mí nhỏ. Và một bên là sau khi Malisa đã sử dụng
dịch vụ phẫu thuật tạo hình mắt hai mí. Các chị có thể thấy cái điểm khác biệt nha. Mắt của mình có mí nè, Maisa đã cân chỉnh được hai cái đường mí của mình, làm cho hai cặp mắt của mình trở nên to tròn hơn và hài hòa hơn, đúng không các chị? Và khi đâu mà mình đi ra ngoài đường á, mình cũng sẽ cảm thấy tự nhiên hơn, tại vì con mắt của mình bữa nay trở nên có hồn hơn, đúng không ạ? Và đây chính là một trong những dịch vụ tiểu phẫu của nhà Maisa. Khi mà các chị tới làm đẹp tại nhà Maisa, Maisa sẽ kiểm tra về vấn đề sức khỏe của mình trước. Tại vì mặc dù là tiểu phẫu thôi các chị, nhưng Maisa vẫn phải đảm bảo về vấn đề sức khỏe nha. Phải kiểm tra về những chỉ số như huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Nếu như các chỉ số này của các chị đảm bảo á, thì mình mới làm dịch vụ được nha. Còn nếu như những chỉ số này của mình chưa được đảm bảo, Maisa không thực hiện dịch vụ tiểu phẫu được nha. Đây, em cho các chị cùng so sánh nha. So sánh về cái hiện trạng trước khi làm và sau khi làm của nhà Maisa nha. Các chị em ơi, các chị thấy điều khác biệt gì không ạ? Hiện tại trên màn hình điện thoại là hiện trạng của chị khách hàng trước khi tới nhà Maisa sử dụng dịch vụ cắt tạo hình mắt hai mí nha. Hiện tại giá dịch vụ đang được ưu đãi từ 12 triệu đồng giảm chỉ còn là 6 triệu đồng thôi. Các chị em ơi, mình thấy khác biệt không ạ? À? Hiện trạng ngay từ lúc đầu của chị khách hàng này là mắt một mí này và đa nét mí này. Khuôn mắt của chị khách hàng này nhìn nó rất là lờ đờ và thiếu sức sống. Nhưng sau khi tới sử dụng dịch vụ cắt tạo hình mắt hai mí perfect line tại nhà Maisa thì chị khách hàng này đã thay đổi một cách là ngoạn mục nha. Vẫn là chị khách hàng này nhưng xinh hơn và đẹp hơn rất là nhiều nha. Đôi mắt có hai nếp mí to rõ ràng đẹp tự nhiên nha. Và nhà Maisa khi mà quý khách hàng tới thì sẽ thiết kế khuôn mí nó phù hợp với tỷ lệ khuôn mắt, khuôn mặt của khách hàng nha. Không phải là một cặp mắt hai mí, mí nó to quá là đẹp hay là mí nó nhỏ quá là đẹp, mà một cặp mắt hai mí đẹp là cặp mắt hai mí nó phù hợp với khuôn mắt, khuôn mặt của tất cả các quý khách hàng nha. Nên các chị em ơi, mình đang theo dõi livestream thì mình vào đây, vào cái phiên livestream này, mình bình luận một câu bình luận công tâm nhất xem là hiện trạng sau khi làm dịch vụ cắt tạo hình mắt hai mí và hiện trạng ngay từ lúc đầu là em đang chiếu trên màn hình điện thoại đây, nó có thấy sự khác biệt không ạ? Vẫn là chị khách hàng này nhưng xinh hơn và đẹp hơn rất là nhiều luôn nha. Ở đây rất có nhiều quý khách hàng đã khen là làm xong là cải thiện đẹp lắm. Thì cho em hỏi chút xíu, sau khi làm xong rồi thì chị cảm thấy là nó có hài lòng và nó có vui không? Đi ra đường thì chị cảm thấy nó có tự tin hơn không chị ha? Dạ, rất tự tin ạ. Dạ, thì đó là tự tin đúng không ạ? Rồi, ở đây có chị Thu Cọt, nhìn mắt chị đẹp quá mà không bị buồn luôn. Đúng rồi, chị Thu Cọt nha. Phạm Ngọc Anh cắt hai mí tự nhiên, rất là tự nhiên luôn. Vinh Sang nhìn đẹp mà tự nhiên quá. Rồi, Maisa cảm ơn tất cả các quý khách hàng nha. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành những lời bình luận có cánh và những lời bình luận công tâm nhất nha. Dạ rồi các chị ơi, em đang livestream trực tiếp về cái dịch vụ tiểu phẫu tại nhà Maisa nha. Những chị em nào mình đang có một cái khuôn mắt bị buồn nè, mắt của mình bị một mí, mắt của mình không có rõ hai nếp mí, bị đa tầng nếp mí, các chị cứ tới với nhà Maisa để làm dịch vụ. Tại vì sao em nói như vậy ạ? Tại vì Maisa đang có chương trình khuyến mãi là 12 triệu đồng đang được ưu đãi giảm cho tất cả các quý khách hàng, chỉ còn với giá là 6 triệu đồng thôi. Và ngoài các chị khi mà tới với nhà Maisa để làm đẹp, gọi là làm thẩm mỹ ra, Maisa còn phải đảm bảo về vấn đề sức khỏe cho mình nữa. Cho nên là trước khi làm, Maisa sẽ có một bộ phận y tá bác sĩ kiểm tra lại vấn đề sức khỏe của mình. Nếu như các chỉ số như là huyết áp nè, tim mạch nè, tiểu đường, các chị đủ điều kiện, gọi là đủ đáp ứng để mình làm dịch vụ tiểu phẫu á, thì Maisa mới làm nha. Mặc dù nó chỉ là một dịch vụ tiểu phẫu thôi, nhưng mà sức khỏe nhà Maisa luôn luôn đặt trên hàng đầu. Và thứ hai, khi mà các chị tới làm đẹp á, các chị sẽ được bác sĩ và y tá thiết kế để xác định chính xác cái chiều rộng và chiều dài của size mí. Mình gọi là thiết kế size mí đó các chị, để làm sao nó phù hợp với khuôn mắt, làm sao nó phù hợp với khuôn mặt của từng khách hàng nha. Tại vì mỗi khách hàng là mỗi hiện trạng, mỗi khách hàng là một cái khuôn mắt khác nhau. Cho nên là khi mà các chị làm á, bác sĩ sẽ phải đo vẽ cân chỉnh chính xác phù hợp với từng size mí, từng khuôn mặt của khách hàng luôn nha các chị nha. Và sau khi mình đã thiết kế xong rồi, bác sĩ sẽ kiểm tra kiểm duyệt lại một lần nữa. Nếu như cái hiện trạng của mình làm xong đẹp, làm xong tự nhiên, Maisa mới tiến hành vệ sinh, sát khuẩn và gây tê cục bộ nha. Và sẽ thực hiện theo cái đường cắt mà mình đã thiết kế, cắt dứt khoát, không cắt đứt đoạn. Sau khi mà đã cắt xong rồi, bác sĩ sẽ sử dụng công nghệ độc quyền của nhà Maisa. Đó là công nghệ may dấu chỉ 4D độc quyền. Khi mà các chị làm á, bác sĩ sẽ sử dụng công nghệ này để đính cơ bên trong, luôn chỉ khép da và đóng khóa vết thương hai đầu cho mình. Cho nên là cái đường cắt của mình cực kỳ nút nụt nụt luôn. Không phải như những cái công nghệ cũ ở ngoài thị trường như là may bó cơ này hoặc là may chân rít, thì sau khi mà cắt xong nó sẽ không có đảm bảo về vấn đề thẩm mỹ cho mình, tại vì nó sẽ dễ để lại cái đường sẹo chân rít. Và cái
công nghệ đó nó cực kỳ khó vệ sinh luôn các chị. Nhà Mai Sa sử dụng công nghệ may dấu chỉ 4D độc quyền, thì mình sẽ luồn chỉ đính cơ, luồn chỉ khép da và đóng khóa vết thương hai đầu một cái đường cách nút nùn nùn, dễ dàng vệ sinh cho tất cả các quý khách hàng luôn. Và khi mà các chị lên cách chỉ á, mình chỉ cần bấm một đầu này, mình rút một cái đầu kia ra là đã hoàn toàn nhẹ nhàng rồi, chứ không cần phải cắt từng mối nối giống như những công nghệ cũ là may bó cơ nha. Và đối với công nghệ nhà Mai Sa, Mai Sa là công nghệ độc quyền trên thị trường hiện tại luôn. Cho nên là các chị hãy là người tiêu dùng thông thái, mình hãy lựa chọn những cơ sở đảm bảo thẩm mỹ để mình làm nè, đảm bảo về chuyên môn, về tay nghề bác sĩ, đảm bảo về bằng cấp chính quy cho mình luôn nha các chị nha. 100% trong quá trình tiểu phẫu, Mai Sa khẳng định là bác sĩ có tay nghề bằng cấp chính quy, đảm bảo gu thẩm mỹ để làm cho mình luôn, chứ không phải là những bác sĩ tay ngang mới vào nghề làm cho các chị nha. Và các chị hoàn toàn yên tâm, 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc của nhà Mai Sa, chi nhánh nào có bằng cấp, có giấy phép hành nghề, Mai Sa mới tiến hành thực hiện dịch vụ tiểu phẫu nha. Và cơ sở vật chất, trang thiết bị thì khang trang, đảm bảo chuẩn y khoa cho tất cả các quý khách hàng mình cùng sử dụng luôn nha. Và quý khách hàng ơi, những chị khách hàng nào đang có cái hiện trạng mắt của mình đó là mắt hí nè, mắt lương nè, mắt đe nếp mí và có phần dây dư ở phần nếp mí, mình muốn cải thiện đôi mắt của mình để cho đồng đều hai nếp mí nè, trả lại cho mình một cặp mắt là to tròn và hai nếp mí là đều hơn, thì mình có thể là ở trong cái phiên livestream này mình comment giúp Malisa nha, comment và để lại số điện thoại, Malisa sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện và tư vấn trực tiếp cho quý khách hàng luôn. Còn những quý khách hàng nào có đang ở gần những cái chi nhánh nào của Malisa đang gần nhất thì mình có thể là sắp xếp đến với nhà Malisa để có thể là tư vấn trực tiếp về sử dụng dịch vụ nha. Mắt hí, mắt lương, mắt da dư nhiều và nhiều nếp mí thì mình sẽ sử dụng cái dịch vụ đó là tạo hình mắt hai mí perfect line tại nhà Malisa nha. Chi phí là 12 triệu đang được ưu đãi chỉ còn là 6 triệu đồng thôi. Mặc dù đây chỉ là một cái dịch vụ là tiểu phẫu vô cùng là nhẹ nhàng và nó đơn giản ngoài da, tuy nhiên đến với nhà Malisa, quý khách hàng sẽ được là đội ngũ y tế bác sĩ thăm khám kiểm tra sức khỏe nè. Sau khi là kiểm tra về huyết áp, tim mạch, tiểu đường, các chỉ số về sức khỏe của mình là ổn định thì lúc đó bác sĩ sẽ tiến hành là thiết kế cho mình nha. Thiết kế để xác định được cái phần da dư và thiết kế để có thể là xác định được cái đường cắt. Sau khi đã thiết kế xong và sức khỏe của mình đảm bảo thì bác sĩ sẽ tiến hành là gây vệ sinh, sát khuẩn và gây tê cục bộ. Sau đó sẽ tiến hành là cắt một đường cắt nút nùng nụt, là một đường cắt liền mạch nha. Và cái đường cắt nhà Malisa là sau khi cắt xong sẽ sử dụng là công nghệ độc quyền nhà Malisa là may đính cơ, luồn chỉ bên trong nè, đóng khóa vết thương hai đầu. Đường cắt là đẹp và người mê, và kỹ thuật của nhà Malisa là độc quyền, cho nên là sau khi mà mình sử dụng dịch vụ của nhà Malisa xong thì mình rất là dễ dàng là vệ sinh vết thương nè. Sau khi mình 6 ngày sau thì mình có thể đến với Malisa để cắt chỉ, thì cái việc cắt chỉ nó vô cùng nhẹ nhàng quý khách hàng ạ. Bởi vì đây là công nghệ là may đính cơ độc quyền, cho nên là mình chỉ cần là bấm một đầu nè và mình rút một đầu, và trong quá trình về nhà thì mình rất là dễ dàng và vệ sinh cái vết thương của mình luôn nha. Và đặc biệt Malisa với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, cho nên đó là những cơ sở của nhà Malisa khang trang sạch đẹp, đội ngũ y tế bác sĩ là chuyên môn cao, tay nghề giỏi, bằng cấp y tế chính quy rõ ràng. Cho nên những cơ sở nào của nhà Malisa có bằng cấp và có là giấy phép thì Malisa mới thực hiện những dịch vụ tiểu phẫu này. Cho nên là đến với nhà Malisa là quý khách hàng được trải nghiệm dịch vụ là 5 sao mà giá cả thì lại bình dân nha. Cho nên những chị em nào mà mình đang có hiện trạng mắt mà về mắt chưa có nếp mí nè, mắt lương nè, mắt da dư đang nếp mí nhiều thì mình hãy ở trong livestream này và mình nghe tụi em tư vấn nha. Và quý khách hàng, những chị em nào đang thắc mắc về dịch vụ của nhà Malisa và cũng như là chưa nghe tụi em tư vấn thì mình chỉ có gọi là sự tin tưởng là 5 phần thôi, thì em thân mời các chị và chi vào trong em là nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng Malisa nha. Thì ở trong cái nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng Malisa này thì sẽ có rất rất là nhiều, với hơn là 310.000 thành viên ở trong cái nhóm này là những khách hàng đã sử dụng dịch vụ và sản phẩm của nhà Malisa, sẽ để lại cho chị những cái feedback công tâm và chất lượng nhất về dịch vụ và sản phẩm của nhà Malisa là có uy tín hay không, có chất lượng hay không. Cho nên em thân mời quý khách hàng hãy cùng vào nhóm chia sẻ kinh nghiệm này và mình có thể là theo dõi những cái feedback của nhà Malisa. Và hiện tại thì em đã
Ở đây chị Hoàng Khánh Ngọc có hỏi là làm cả mí trên và bằng mí dưới một lúc có được không ạ? Chị Hoàng Khánh Ngọc ơi, ví dụ như mình làm dịch vụ là tiểu phẫu thì là mình nên làm chung một lần luôn nha. Mình làm chung một lần về mình ăn kiêng kiêng cữ một lần luôn nha chị ơi. Đó, chị Huy Oppa đẹp quá. Cảm ơn rất là nhiều luôn nha. Ở đây rất nhiều quý khách hàng đã để lại những cái câu bình luận cực kỳ là công tâm luôn. Hồng Cơ Phạm ơi, điều trị nám nhằm Malisa là có nha. Mình để lại số điện thoại trên live stream này. Malisa sẽ cho nhân viên tư vấn và gọi điện thoại tư vấn chốt đơn cho tất cả các quý khách hàng nha. Thùy Linh quá đẹp, Thu Mai quá đẹp. Em cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã tin yêu và sử dụng những sản phẩm và dịch vụ tại nhà Malisa. Và em cũng xin nhắc lại, hiện tại dịch vụ cắt tạo hình mắt 2 mí Perfect Line tại nhà Malisa đang được giảm từ 12 triệu giảm còn 6 triệu đồng nha. Nên là nãy giờ em cũng đã bắt cóc chị khách hàng này cũng hơi lâu rồi. Bây giờ em sẽ trả chị khách hàng này lại để đi làm dịch vụ nha. Và Malisa sẽ tìm thêm nhiều dịch vụ để live stream người thật việc thật cho tất cả các quý khách hàng theo dõi luôn nha. Em xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi live stream này. Malisa xin chào và hẹn gặp lại ạ.